Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp May Vàng Cần Thơ. Hôm nay em có lời gì kiểm cũng nhã nha anh em. Để review với anh em là hôm nay em nhã hướng dẫn cách trồng cây mai củ đế 2m nha anh em. Củ đế đặt là 2m ha, đam lên chậu 8, ép chậu nha anh em. Cái đường kính hiện tại lúc trước, lúc chưa thun là nó 1m luôn nha anh em. Nhưng mà thun lên để mình ép chậu ha, cho cây nó được gỡ. Đó. Đó. Chuẩn bị trồng vô chậu trước mặt đó nha anh em. Hàng trực hoành năm mấy ha, hoành năm mấy củ đặt 2m. Cây này mới nuôi mới tương lai nha anh em. Cây này nuôi là gực gỡ ha. Quay cho anh em vui chơi ha. Anh em nào biết rồi thôi, không biết thì mình coi. Anh em nào biết rồi thì mình coi vui chơi nha anh em. Quá gực gỡ. Không chụp qua cảnh đẹp. Đây có nguyên liệu trồng này nha anh em. Nguyên liệu trồng thì cũng bình thường thôi. Và cái cốm dừa với chấu tươi nha anh em. Trộn tỷ lệ 50-50 ha. Qua đây rồi. Anh em à, quá trời lên cái chậu đẹp quá rồi. Quá đẹp rồi. Này, ép chậu đúng luôn nha anh em. Đó, cái đường kính chậu, cái đường kính cái bộ đế là 8 tấc, ép chậu 8 luôn ha. Nuôi gì đó mà gỡ nha anh em. Anh em thấy không? Ủa? Dạ, hỏi cái món gì? Ai ngắt chắc cái này không? Đây mình canh chỉnh cho nó ngay rồi mình giọng phân nha anh em. Đó, anh em thấy ép chậu lên cục đế nó nằm cái cây mình nó không bị cái chậu nuốt nha anh em. Nó phô diễn nguyên cục đế như mặt chậu luôn ha. Quá dữ. Anh em hình dung đi cái bộ đế cái đường kính chậu là 8 tấc, bộ đế nó bít luôn. Nghiên chỉnh lại bảo. Quá đẹp. Chọc là anh em vũ đất hết nha anh em. Anh em chừa lại cái gọ chính giữa ha. Mình vừa chủ rồi cho mấy cái gãy này nó không bị nghẹt. Mình tưới nước rồi nó thấm nước, nó hút nước rồi. Cái này mà hồi xưa mình không biết trồng trường nguyên cục đất cây đậu phát. Cái này quá dữ. Cái này hình dung, anh em hình dung ngoài dữ lắm. Cộng đế dãnh là mình đè mình ép vô nha anh em. Cho nó hút nước ha. Cây này da cây nó lên xù nhiều. Thank you.
nãy bự bự rồi. Hồi nãy mới cầm anh nó cứng cứng đó. Này canh canh ngay tâm mình giọng phân nha anh em. Rồi công đoạn mình vô phải cho nó dẻ nha anh em, không cho nó xốp ha, gán vô. Cái vô gì mà vô đều á. Rồi tới mà anh em trồng xong rồi bắt đầu mình cắt nước nha anh em. Mình giọng nước cho nó dẻ rồi ha. Mình cắt nước. Ủa này cái phái gì nữa nhỉ? Cát hả? Miếng cát. Cát hay cho nó tưới nước cho nó sụt nó dẻ nha. Chạy ha. Này là quan trọng nè, nè anh em giọng sao mà đừng cho nó bọng nha. Chín có tưới cây không? Không, mưa tưới vậy. Trong đoạn này mình bơm nước cho nó dẻ nha anh em, không cho nó bọng nha. Rồi mình làm xong cho mình thắng be rồi xong cho mình cắt nước nha. Đừng có cây phôi là anh em không có tưới, ngày nào cũng tưới thì nó không được. Úng mua rễ nè. Úng thiệt quá rồi. Giọng nha anh em. Giọng rồi đổ, giọng đổ cho nó dẻ, hạt dẻ luôn nha, không cho nó bọng nha. Rồi, bơm cái đi, bơm cái đi thôi chưa. Cho kinh nghiệm leo trên giọng này. Trồng khô không đó thầy Thanh, trồng khô không nó chết tóc thầy nữa. Cứ giọng phân rồi giọng nước cho nó dẻ nha anh em. Này mình giọng nước cử nước này là mình cắt nước có khoảng có từng 10 bữa luôn á, không ăn thua cho anh em được cái tứ ngày không tứ ha. Rồi nha anh em, là hoàn thành ha. Rồi anh em mình lấy dù mình che bên trong cho mát ha, không đẹp cho nó không cho ngoài nắng nha anh em. Cắt nước là khoảng từ 7 ngày tới 8 ngày từ nửa tứ nha anh em. Có tứ thì tứ mát mát thôi chứ không có tứ là cây phôi đâu có lá gì đâu hút nước. Rồi. Mát cái lại tùm lum trên này cút cam này dảo hả? Cam đồ cam. Sao nó tăng, nhớ tăng chứ lộn. Công đoạn trồng ép châu thành công ha.